Sáng ngày 2 tháng 4 năm 2021, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Kết quả, các đại biểu Quốc hội tán thành việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo đứng đầu cơ quan hành pháp của ông Nguyễn Xuân Phúc. Nghị quyết miễn nhiệm được Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua sau đó với tỷ lệ 92,92% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết do tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký, được xác định hiệu lực từ thời điểm Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ mới. Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954, quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông có 4 khóa tham gia Ban chấp hành Trung ương và 3 khóa tham gia Bộ Chính trị. Trước khi nhận công tác ở Trung ương với vị trí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vào tháng 3 năm 2006, ông Phúc từng kinh qua nhiều vị trí ở địa phương. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 10, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, sau đó làm Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 1 năm 2011, ông làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2011, ông Nguyễn Xuân Phúc là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2016, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 và khóa 12, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa 13, ông Nguyễn Xuân Phúc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục tái cử vị trí này sau khi được Quốc hội khóa 14 bầu tại kỳ họp thứ nhất vào ngày 26 tháng 7 năm 2016. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và được bầu vào Bộ Chính trị. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 chiều ngày 2 tháng 4 năm 2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước đó, đầu phiên làm việc chiều ngày 2 tháng 4, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Sau đó, thì Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước sẽ được bỏ phiếu thông qua hình thức là bấm nút điện tử. Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, tình hình trong nước với những thuận lợi, thời cơ, khó khăn đan xen, kế thừa những thành quả to lớn và phát huy kinh nghiệm quý báu của hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, nhiệm kỳ khóa 2016-2021 đã làm việc hết sức mình với phương châm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính, hành động phục vụ nhân dân. Nhiệm kỳ chính phủ khóa 2016-2021 được đánh giá là một nhiệm kỳ rất thành công với nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện về nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật, ghi nhận về những ý kiến. Chúng ta biết rằng là trong 5 năm vừa qua, từ năm 2016 đến năm 2020 ấy, là 5 năm rất thành công của cái việc mà chính phủ tạo cái môi trường sản xuất kinh doanh tốt nhất cho các cái doanh nghiệp, như là cái người kiến tạo cái thị trường, như là cái người kiến tạo cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Và chính cái cơ chế hoạt động cũng như cái việc hoàn thiện hàng loạt các cái luật và các cái biện pháp xử lý một cách nhanh nhạy, kịp thời theo cái biến động của cái nền kinh tế, làm cho các cái doanh nghiệp có cái khả năng thích ứng cao nhất với cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Lần này thì chính phủ có một cái cách làm mà tôi nhận thấy có thể là một bài học kinh nghiệm cho nước ta, đó là có cái tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ. Cái tổ này thì có hai cái vai trò, một là giám sát cái việc thực thi các cái nghị quyết, các chương trình cải cách của Chính phủ. Nhưng cái tổ này nó có một cái ưu điểm so với rất nhiều những cái tổ hiện nay, là nó không chỉ là giám sát hành chính và theo dõi hành chính, mà cái tổ này nó mang tính chất chuyên môn rất cao. Và như vậy, ngoài cái việc mà giám sát ấy, thì vì họ có chuyên môn nên thậm chí họ chủ động đưa ra kiến nghị các đề xuất, thay vì các bộ ngành đưa ra đề xuất thì họ chủ động kiến nghị.
họ phản biện lại các cái kiến nghị, các cái việc thực hiện của các bộ ngành, và họ có thể kết luận là chưa tốt, chưa đạt và buộc phải làm theo cái cách mà tổ công tác làm. Vai trò của chính phủ có thể nói là rất ấn tượng. Với một chính phủ là chúng ta đứng về xét về mặt thể chế thì chính phủ là kiến tạo, chăm lo đến những cái vấn đề là mang tính là then chốt của nền kinh tế, và đi xuống đến từng doanh nghiệp, tìm hiểu những cái khó khăn của doanh nghiệp và để dần dần kiến tạo ra một cái môi trường kinh doanh tốt hơn. Và cái đầu tư công cũng là dần dần giảm để nhường chỗ cho sân chơi cho doanh nghiệp, rồi là cái khối đầu tư nước ngoài. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho là chính phủ đạt được rất nhiều các thành tựu tốt. Với cái quyết tâm rất cao của chính phủ, cái sự đồng hành của các cái doanh nghiệp và người dân, thì chúng ta đã ngăn chặn kịp thời cái đại dịch COVID-19 này. Và trên cái cơ sở đó ấy, thì Việt Nam trở thành một trong 6 cái nước đứng đầu về cái tốc độ tăng trưởng kinh tế trong cái năm 2020, và được các tổ chức quốc tế cũng như các cái cơ quan xếp hạng trên thế giới đánh giá cao về không chỉ là cái việc kiềm chế cái đại dịch mà còn đánh giá cao cái việc quản lý cái khủng hoảng và đảm bảo tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp có thể tăng trưởng và phát triển một cách hợp lý trong cái điều kiện của cái đại dịch COVID-19. Có lẽ là trong so sánh trong vòng khoảng 15 năm trở lại đây, 20 năm trở lại đây, thì lần này chính phủ có rất nhiều các chương trình về cải thiện mạnh về môi trường kinh doanh một cách rất mạnh mẽ, từ nâng cao cái chất lượng môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và các cái biện pháp khác. Ta lấy ví dụ như 5 lần ban hành nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, một nghị quyết về cắt giảm chi phí, vân vân. Cái thứ hai là chất lượng môi trường kinh doanh, các chương trình cải cách đấy đều có những tác động rất tích cực. Đó đấy, ví dụ như việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh đều tạo ở một chừng mực nào đó chưa đạt được như cái mong muốn và kỳ vọng, nhưng ít nhất nó tạo ra những cái tác động rất tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cái quyền tự do kinh doanh và gia tăng cái cơ hội kinh doanh. Ngày 1 tháng 4, theo giờ Mỹ, thì Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4 năm 2021. Đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng Việt Nam đảm nhiệm vai trò này trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua chương trình làm việc tháng 4 năm 2021 do Việt Nam đề xuất. Theo đó, Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ có 15 cuộc họp công khai, 10 cuộc họp kín thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế như là tình hình Trung Đông, Syria, Yemen, Sudan, Nam Sudan, Mali, khu vực Hồ Lớn, Tây Sahara, Colombia và Kosovo. Các cơ quan trực thuộc Hội đồng Bảo an cũng sẽ có nhiều cuộc họp chấm thắng. Đặc biệt, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua 4 hoạt động thảo luận mở do Việt Nam chủ trì, thúc đẩy về các nội dung khắc phục hậu quả bom mìn vào ngày 8 tháng 4, bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang ngày 14 tháng 4, hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực, tiểu khu vực ngày 19 tháng 4 và bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu vào ngày 27 tháng 4 nhằm thực hiện cam kết minh bạch hóa và thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của các nước thành viên Liên Hợp Quốc trong khi thực hiện vai trò chủ tịch. Việt Nam đã giới thiệu chương trình làm việc đến các nước thành viên Liên Hợp Quốc ngoài Hội đồng Bảo an. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng mức kinh phí thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là 1.500 tỷ đồng. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính của Ngân sách Trung ương năm 2021 là 1.500 tỷ đồng. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ sung đợt 2 số tiền 736,199 tỷ đồng từ nguồn chi quản lý hành chính của Ngân sách Trung ương năm 2021 cho các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo, thực hiện thông báo kinh phí bổ sung đợt 2 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì trong tháng 3 năm 2021, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã giải ngân đạt 26.079,93 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng giải ngân đạt 60.749,635 tỷ đồng, bằng 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, 461.300 tỷ đồng. Tương đương so với cùng kỳ năm 2020. Hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải ngân đạt dưới 10%, trong đó thì có 31 bộ ngành chưa giải ngân kế hoạch vốn.